Em xin chào tất cả anh em nhé. Đây là những cây mai em trồng ngoài đất này anh em ạ. Này em trồng được cũng 3 tháng 4 tháng rồi anh em này. Thì em cũng mới bỏ phân đây, em bỏ phân NPK đó này. Em mưa này là trời mưa đầu em mới bỏ, trời nắng thì em bỏ sợ nó bị sót chết em đó, em không dám bỏ. Đây là trồng được 3 tháng này anh em này, tốt nè. Nên đang cứ bỏ dài hạt NPK gần gốc này, bắt đầu mưa nó tan cái phân ra là nó ngấm xuống cái rễ, là cây mai nó hấp thụ rồi nó phát triển. Nói chung tưới nước thì cũng được, cũng tốt, nhưng mà em làm biếng tưới nước, em bỏ hạt đây. Ý phần trời mưa bỏ hạt, có hạt mưa nó rơi lên đó là nó ngấm từ từ xuống, còn như trời nắng em tưới nước thì nó ngấm xuống đất nhanh quá, thì sợ mất phân ấy đó mà em không ấy, em về em bỏ nè. Đây là những cái tấm mấy cái bì em tủ lại, trời nắng quá thì không sợ nó khô đất đó, em nên em tủ lại. Em quay những cái cây mai mà em trồng đã được 3 tháng này, mua trên mạng về nè, đang xanh tươi tốt hết nè anh em ạ. Để ít hôm nữa em nắng tầm 2 tháng nữa em tạo dáng, em uống dán lại anh em ạ. Bây giờ mình trồng cho ra đất cho nó rễ ổn định đã, rễ ổn định rồi mình mới tạo dáng. Chứ bây giờ cây nó chưa khỏe mạnh đó, mình tạo dáng thì sợ cây nó yếu, nó mất lực phát triển. Này em đó, em trồng những chân trắng trắng em làm mua gì đó. Em trồng này là ở ngoài đất Bắc anh em nha, mai vàng trồng ngoài Bắc nha, khu vực miền Bắc nè. Trồng để sau này lấy phôi bán nè anh em ạ. Vừa có cái mình chơi mà vừa có bán luôn. Đây. Cây đang ra lộc non đây. Cây này thì có hoa luôn mà như nó rụng rồi nè. Trồng được 3 tháng mà cây này có ra hoa luôn nhưng mà nó rụng tiêu rồi. Đây nè, nó nụ hoa đó nè. Nụ hoa đó nè em. Em làm mua cái này là em hết gạch rồi. Hết gạch em không có xếp lại, em làm cái mua đó vừa lên để cây này phát triển tốt luôn. Ngoài Bắc ở trồng được mai anh em nha. Đấy. Trồng lấy phôi bán là cũng tuyệt vời lắm đó. Còn nếu mà là ra hoa thì mình phải chăm sóc kỹ càng này nó mới ra hoa được. Mình ủ nhiệt này kia mới ra hoa được. Chứ để không thì nó ra hoa như miền Nam thì nó ra chậm hơn. Này. Đó, cây này đâm tược này em mua từ trước, em mua về một số trước đó. Em cũng uống tàu dán luôn. Tàu như lúc cây trong bầu đó. Cây này em ít tưới nước, em lo đi làm đang bị vàng lá luôn nè anh em ạ. Này, lá nó vàng xanh luôn. Mới bỏ phân lại cho nó có chắc phân đỡ vàng lá. Nói chung cây nào trong chậu thì nó hay vàng lá hơn ngoài đất anh em ạ. Đây, còn cây ngoài đất nè, xanh tươi tốt luôn. Không có bị bệnh gì hết. Có mua đất em làm luôn đó, chùm lại bạc lại, tại vì ngoài Bắc này mùa ni tháng 6 này nắng lắm. Này cây này em cũng xanh, em trồng rồi em cũng tạo dáng rồi nè, mời ra cho anh em xem nè. Đấy. Đó. Chặn cái cây xuống, hôm nay đang lắp cho sao cho nó ra đế rễ thú này. Nên đó đang quấn này nè. Đây là những cái cây em trồng trong chậu đây, tạo dáng xoắn dáng quái hết đây nè. Nói chung cây trong chậu thì mình chăm sóc nó phải kỳ công hơn, nó hay bị vàng lá lắm anh em ạ. Thiếu phân á, cái trong chậu này giờ đang mới bỏ phân này. Còn đây một số trồng ngoài đất rồi đó, trồng em trồng tận dụng đất, em trồng cây cây cam nè, trồng cây cam bắt đầu mình tận dụng đất mình xen kẽ vô đây. Đây là những cái quả cam của em nè anh em, này đây em trồng cam nè. Rồi những cái hàng chính giữa đó em trồng đào mai. Đây là cây đào anh em. Anh em miền Nam em biết có cái biết cái đào không, miền Bắc này ai cũng trồng đào hết, đào thì cứ tết là nó ra hoa thôi.
Thôi clip của em đây xin kết thúc anh em nhé.